biết nhau giữa độ trăng tròn, bên nhau dưới biển mà trên non ơ vẫn tìm. Ơi thương nhau thì mâm bánh buồn cau cũng nên duyên. Biết nhau lúc gặp bên đường, bên nhau ngây thật mà yêu thương ở sớm chiều. Ơi thương nhau tình ta biết để đâu cứ cho vừa. Chàng tham áo gấm hay nhà cao, mà chỉ tham anh chút công danh về. Chẳng tham mà vẫn em hồng tươi, ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường, trăm đường đi trăm đường. Biết nhau cũng bởi tâm đầu, bên nhau cũng bởi mà đôi câu ở đã tình nghĩa thì trước nghĩ không phải
sinh ba sinh, trước nghi không thời, sau đền nghĩa sinh ba sinh. Ông sinh tươi trong chiếc khăn mỏ quà, đẹp dịu dàng trong vành nón khoai thao. Thì em hát dâu ngồi tựa sông đào, làm phiến sao cả bầu trời kinh bắc. Con nay đã về, mùa xuân mơ ước mấy đang đến.
xuân theo em về. Mùa bình thường, mùa vui nay đã về. Thank you.
anh đồng lập tự do ấm no cho mùa tầm người đi chung tay xây cuộc đời. Lòng dân đi đảng tự ở anh dương thank you.
cảm ơn đội Vân Sa Pa rất là nhiều với màn múa khách đến chơi nhà dân ca quan họ Bắc Ninh. Vâng, và trong buổi sáng hôm nay đó cũng chính là màn múa thay lời cho phía gia đình. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới sự hiện diện của quý vị khách quý. Và sau đây là thể hiện tấm lòng của chúng tôi. Tôi xin hát bằng đọc thực, tôi không biết hát. Cho nên là cho tôi xin đây. Người ta có nói rằng là rằng trăm năm cũng từ đây, ái ân hãy lấy chốn này làm ghi, cưới nhau từ thuở dậy thì, nay vẫn hạnh phúc có gì bằng ta. 50 năm đã trôi qua, kệ tính hạnh phúc hát ca rộn ràng. Hôm nay làm đám cưới vàng, bà con hai họ dân làng đông vui. Ông Tệ đã sắp 80, bà tính tuổi đẻ nay thời 73, nhưng 70 chưa phải già, vì 75 tuổi đang là thiếu nhi, 80 tuổi mới dậy thì, 85 tuổi mới tập đi vào đời, 90 tuổi mới ăn chơi, 95 tuổi mới yêu người yêu hoa, 100 chưa phải là già, vì đêm đêm vẫn mặn mà yêu thương. Giật mình vội hỏi Diêm Vương, đường đi lên tới thiên đường bao xa? Diêm Vương ngửa mặt cười khà, mới có 100 tuổi đâu già mà mong, bao giờ đạn hết lên nòng, buông súng nằm xuống mới xong cuộc đời. Vậy Tị cứ thỏa chí ăn chơi, vừa lòng bà tính là đời lên tiên. Thế là alo. Dạ cháu xin kính chào tất cả công các bà, các cô dì chú bác, các quý anh chị ạ. Hôm nay là kỷ niệm 50 năm ngày bố cháu và mẹ cháu cưới nhau. Sinh ra chúng cháu đây ạ, ba anh em và ba dâu rể. Hôm nay nhân ngày kỷ niệm 50 năm ngày cưới của bố mẹ cháu, cháu rất cảm ơn các cụ công các bà, cô dì chú bác đã bớt chút thời gian và ngọc đến để chung vui với bố mẹ cháu, với gia đình anh em chúng cháu. Thay mặt các em, cháu là con trưởng xin gửi tới các ông các bà lời cảm ơn chân thành nhất, lời chúc tốt đẹp nhất. Mong các ông các bà, các cô chú anh chị luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và yêu đời ạ. Sau đây thì chúng cháu có một bức tranh để kính tặng bố mẹ nhân ngày 50 năm ngày cưới. Dạ vâng, và kính thưa tất cả quý vị khách quý kính mến, và ngày hôm nay thì cũng rất hân hạnh và rất vinh dự cho phía gia đình và thay lời cho đôi uyên ương ạ. Ngày này 50 năm về trước cũng là một đôi uyên ương tuyệt vời, và ngày hôm nay còn tuyệt vời hơn nữa sau sự đằm thắm của 50 năm, đúng không quý vị? Và tình yêu ấy cứ lớn dần theo năm tháng, và ngày hôm nay những người con, những người cháu và những người thân của gia đình mang những tình cảm của mình tới đây cùng chúc phúc cho phía gia đình ngày hôm nay, và xin được thay lời cho gia đình trân trọng gửi lời cảm ơn. Và kính thưa quý vị, trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới thì anh Hùng, vâng ạ, người con trai trưởng của hai bác có một món quà, đó là một bài thơ ấp ủ nhiều ngày qua, ấp ủ nhiều năm qua, nhiều tháng qua, để ngày hôm nay cũng muốn gửi gắm tới bố mẹ, đó là lời thơ. Và ngày hôm nay thì con xin phép được thay cho anh Hùng ạ, để hát, để đọc tặng cho, vâng, bố mẹ ngày hôm nay. Bố mẹ kính yêu, con là người con trai trưởng Mạnh Hùng, thôn năm tròn 50 tuổi, vang bừng tiếng thơm. Bố mẹ vất vả sớm hôm, chăm đàn con nhỏ lớn khôn lên người. Mẹ là hồng thắm xanh tươi, cô giáo trẻ đẹp muôn người mến yêu. Một ngày hai buổi sớm chiều, dạy đàn em nhỏ mến yêu lên người. Trai làng khen mẹ hết lời, bố Tị là người xứng với lứa đôi. Mừng ngày cưới thứ 50, bạn bè gặp mặt mừng vui vô cùng. Bài thơ khúc hát chúc mừng,
chúng con của mẹ vui mừng biết bao, chúng con rất đỗi tự hào, bố mẹ tình cảm dạt dào hơn xưa. Nhà cao cửa rộng nhà to, chúng con nương nhờ phúc ấm mẹ cha, kính cho các cụ gần xa, sáng nay sum họp thật là sướng vui. Chỉ còn một tháng nữa thôi, nhà nhà chào đón xuân vui mạnh giàu. Thơ mừng con viết mấy câu, chúc cho bố mẹ trước sau mặt nồng, chúc cho tình bạn thủy chung, tặng cho mạnh hùng cùng pháo rộn vang. Cả nhà ơi, một cháu lên thật lớn thay tặng cho anh Hùng ạ. Và ngày hôm nay thì con cũng rất là hân hạnh được thay cho anh Hùng được đọc bài thơ này để kính lên cha mẹ. Và đúng là cha mẹ chính là người Phật sống trong gia đình đấy ạ. Và kính cha mẹ là một nét đẹp văn hóa mà chúng ta cần gìn giữ và bảo tồn. Chúng ta cứ kính yêu cha mẹ thì sau này chúng ta sẽ được đón nhận rất nhiều. Và ngày hôm nay thì con không được viết bài thơ này cho nên con đọc nó sẽ không được nhuần nhuyễn lắm. Thì rất là mong toàn thể quý vị, các cụ, các bà sẽ đại xá cho con ngày hôm nay. Xin một lần nữa chân thành cảm ơn. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì con xin được gửi lời cảm ơn tới gia đình. Cảm ơn chị Minh Tám đã tạo điều kiện cơ hội cho chúng con, anh em nghệ sĩ được trở về đây và được mang lời ca tiếng hát cũng như những người làm chương trình gửi tới tất cả quý vị. Và sau đây quý vị sẽ đến với Ngọc Lĩnh và Quang Dũng qua một tổ khúc Ba Quan Mời Trầu. Và tổ khúc này con xin được tới giao lưu với tất cả các quý vị khách quý được không ạ? Vâng, một tràng pháo tay thật lớn để làm tưng bừng hơn đấy ạ. Vâng, và những tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị sẽ làm cho chương trình kỷ niệm 50 năm ngày cưới sẽ được sang trọng hơn và thành công hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Ba Quan một chiếc thuyền lan, có về với hội có gái ngoan tầm chồng. Ba Quan một chiếc thuyền rồng, có về với hội có công tôi đi tìm. Thì trời chưa xe, ôi mấy dấu tình ơi.
hết nên đã để trời sẽ cử y thành. Không biết dấu tình gì rằng, không biết dấu tình ơi. Ba đồng, ba đồng, một sợi chỉ đào. Áo vòng không vá, vá vào áo tơi. Không biết dấu tình ơi, tuổi lòng thì thiêm là mưa chàng ơi. Dấu răng lên ngược nghìa, xuống xuôi là ôm bây giờ vô tình rằng hồi làm thì anh chân thanh xin mời xin biết trầu xanh tâm lòng trầu xanh áo trắng dài hồng đẹp duyên mười phần hoa hồng trời xe chỉ là chị hai chúng em xin biết được thay lời gia đình. Được làm con một nhà để anh về thưa với mẹ cha. Thế các bố có mẹ đồng ý cho anh cả chị hai chúng em làm một con một nhà không ạ? Vâng ạ, nghe tối nay để báo cáo bố mẹ em ạ. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, đúng là niềm vui lớn nhất. Và ngày hôm nay thì có lẽ rằng Ngọc Lĩnh cũng đã thấy rằng tất cả các bà, các mẹ, các anh, các chị khi mà chúng ta hiện hữu tại đây đấy ạ, chúng ta cùng quây tụ tại đây thì đó chính là những gương mặt rất là rạng ngời. Và con chúc cho các bố, các mẹ luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn tươi thắm như những bông hoa ngày hôm nay. Và con xin được chúc cho hai bác và đội Uyên Hương ạ sẽ tình trăm năm viên mãn và bạc đầu nghĩa phù thề. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
tuyệt vời ạ. Vâng, một tràng pháo tay cho đội múa của thôn A Phẩm ạ. Tôi xin hát bài đoạn chèo theo điệu Đào Liễu sau đây bắt đầu. Vì vô gió thổi tiếng sao nghi diệu, quê hương vẫn vương nguồn cội cánh đồng dòng sông, quê hương vẫn vương nguồn cội nhớ ta về, mà để nước nguồn thư nước nguồn sông quê bao năm tăm mát vầy ý bông nghìn. Mái nhà ông tị tinh bốn cao y phong, y dâu đi con chẳng thái nghi mờ. Mái nhà ông tị tinh bốn cao y phong, các con không bao giờ phai mờ. Mái nhà ông tị vuốt cao hình y phong, con trai con gái bà tính sinh ra trên ở nơi đời, thì nghe tiếng ru ngọt ngào trên môi mẹ những ngày còn thơ. Em vòng đưa nhẹ nhàng đôi tay mẹ dịu ngọt lời chan chứa yêu thương, cho con yên giấc ngủ cả cánh trường nghìn nụ hồng tím mi tím đôi môi, cho con yên giấc ngủ cả cánh trường nghìn mẹ dành tất đi cả cho hình nghi con đi trên mảnh nghi đất đi này, cha thương con tháng năm mẹ như chẳng quên đi đang nghĩ đây. Nhà mới cha xây xuống nghi vườn, mẹ xơi cho mảnh đất này mầm bi sống sinh sôi thương nghi người. Khúc hát đi khúc hát đầy ý ý với nghi ý nghi nghi ý nghi nghi. Lời đầu tiên cho phép tác giả Lê Quang Kính gửi tới các vị khách quý, quý vị đại biểu lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, là bạn với bà tính từ nhỏ, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới hôm nay, chỉ trong vòng 126 phút tác giả Lê Quang Kính làm chọn 5 bài thơ với 176 vần thơ đầy mẫn cảm, trước khi trình bày bài thơ Cuộc đời đi cùng năm tháng tặng bạn tính. Tác giả Lê Quang Kính xin hội nghị một tràng pháo tay thật dài chúc mừng cho tác giả Lê Quang Kính. Vâng, con xin được thông báo đội Vân Sa 1 đấy ạ, đúng không ạ? Đội Vân Sa sẽ có chuẩn bị những màn múa của mình ạ, và nhạc của mình ạ. Bạn tính ơi, sinh ra cùng xóm cùng thôn, tuổi thơ đèn sách sớm hôm
đến trường, cùng nhau đọc bản cửu chương, cùng nhau tô vẽ mái trường đẹp xinh, cùng nhau ngắm cảnh mái đình hải bông hoa đại. Chúng mình cho nhau bạn bè tình cảm trước sau, chiến tranh đôi ngả chia nhau xa vời, đại bản hoàn hảo tốt tươi, đoan trang xinh đẹp để đời mộng mơ. Cuộc đời nằm mẹ trẻ thơ, sớm hôm đến lớp say sưa giảng bài, bao nhiêu gái đảm trai tài khen thầm thanh tính, khoan khen hỏi đó thôi. Hòa bình đón nhận tin vui, được tin bạn gái là người tốt duyên, lấy chồng cùng xã khác thôn, lấy anh 3 tỷ tâm hồn trẻ trung. Được tin quang kính vui mừng, làm dâu quê lùa vang lừng tiếng thơm, 50 năm dệt bức tranh niềm vui đẹp gấp 100 lần trong mơ. Chuyên hồng duyên nứa trời cho, đời bạn đẹp tựa hồn thơ cao vời, nay vừa nay tròn nửa thế kỷ rồi, đại bàn vui đón cuộc đời vinh hoa. Cháu Hùng tiếp bước mẹ cha, làm chủ doanh nghiệp bên Nga xa vời, tiếng thơm lan tỏa khắp nơi, giàu sang đền bắt ơn người mẹ cha. Sáng nay đón khách về nhà, chung tay đoàn kết thật là thánh nghiêm, trai dâu gái rể thảo hiền, chúc cho tình cảm vững bền dài lâu. 50 năm gặp lại nhau, chung tay đoàn kết hát câu ân tình. Thưa quý vị, là tiếp theo loại thứ hai. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác rất là nhiều. Và kính thưa quý vị rằng chương trình còn bạn Thanh Tinh ơi, bạn sinh ra giữa cuộc đời hồng nhung thắm đỏ một thời chiến tranh, trai nàng thôn xã vây quanh, bạn không đồng ý thuận tình ai đâu. Thuở còn thơ ấu bên nhau, đuổi ong bắt bướm hát câu tâm tình, chiến tranh chia rẽ chúng mình, miền Nam mong đợi hy sinh quản gì. Tuổi trai vững bước ra đi, vô lam giết giặc ta vì tương lai, bông hồng nở đỏ sớm mai, bạn là cô giáo sắc tài cả đôi. Trung cấp sư phạm xong rồi, cô giáo trẻ đẹp dạng người niềm tin, làm trai mình quyết vươn lên, miền Nam trông đợi mẹ hiền lấy nao, chung khúc ruột nghĩa đồng bào, khó khăn gian khổ thế nào cũng qua, Sài Gòn sập bóng cờ hoa, về lại quê nhà nhận được tin vui, bạn tính xinh đẹp xóm tôi, lên xe hoa rồi gần được 5 năm, duyên tình cô giáo đoan trang, lấy anh 3 tỷ dưới làng vẫn xa, trồng cây kết trái sai hoa, 2 trai 1 gái vinh hoa tuyệt vời. Duyên tình vừa lối ngứa đẹp tôi,
ấm no hạnh phúc để đời ngợi khen, dạy bảo con cháu thảo hiền ấm no hạnh phúc vững bền dài lâu. 50 năm gặp lại nhau, tình nàng nghĩa xóm hát câu ân tình, chúc cho tình cảm chúng mình bạn bè thân hữu gia đình về đây chung tay, chung tay tay siết chặt tay, 50 năm ấy lở đầy hoa tươi, về đây đua lở nụ cười, xin chàng pháo lổ tặng người làm thơ. Chào bác ạ, xin cảm ơn bác rất là nhiều. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với đội Vân Sa qua màn múa gì ạ? Em nghe gì không hỡi em, con chim nó bám đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời không quấy ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho người nhọc nhằn trôi xa. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xóa tan sương mù. Chim trong hồ, chim trong tim, ôi thương quá yêu chim Việt Nam. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Hoa cúc vàng trên sân anh, xinh như áo mai em ngày nào. Hoa nắng hồng trên quê anh, xinh như má nắng em ngày xanh. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng nụ cười quê em. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng rụng hoa xanh quê. Hoa tim người hoa yêu nhau, hoa thơm ngắm thế gian đêm mùa. Hoa trên đời hoa trên môi, ôi thương có cánh hoa Việt Nam. Thắp tim lên, thắp cho mặt trời dậy trong ta.
tới. Và chú rể Nguyễn Thị và cô dâu Nguyễn Tính ngày hôm nay. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, với lời mời trân trọng từ phía gia đình, ban tổ chức rất hân hạnh và vinh dự cho nghệ sĩ Công Lĩnh rất là nhiều đã được trở về đây trung tâm tiệc cưới, và cũng như để đỡ lời cho phía gia đình, và đặc biệt hơn nữa có sự hiện diện của Minh Tám, Phương Dũng và nghệ sĩ Ngọc Lĩnh, và cũng như trung tâm tổ chức tiệc cưới và Cường Quyên và trung tâm ghi hình, cũng như anh em nghệ sĩ thôn xóm đã có mặt tại đây để gửi tới tất cả quý vị đỡ lời cho phía gia đình và gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Cảm ơn. Và kính thưa quý vị, có thể nói hôn nhân là sự việc trọng đại, là kết quả đỉnh cao của tình yêu, là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi con người chúng ta. Bởi chính vì lý do đặc biệt đó mà ngày hôm nay tại Tư Gia tiệc cưới kỷ niệm 50 năm và chú rể Nguyễn Thị và cô dâu Nguyễn Tính đang diễn ra buổi đại tiệc chúc mừng cho ngày đại lễ kỷ niệm 50 năm và được chào đón toàn thể quý vị là niềm vui tự hào rất lớn. Vậy giờ đây xin mời quý vị chúng ta cùng hướng tầm mắt về phía sân khấu ạ. Với chúng ta cùng đồng một trăm lần thật lớn để đón chào hai gương mặt đẹp nhất ngày hôm nay với chú rể Nguyễn Thị và cô dâu Nguyễn Tính. Tay nhau cùng chia họ sẻ vui, và tay chung tay họ đang dìu nhau để đi trong niềm vui hân hoan tuyệt vời của những người đang được nếm trải hương vị mật ngọt tình yêu, những bước đi chung và thật tuyệt vời. Và ngày hôm nay sau 50 năm, đó chính là tình cảm lớn lên theo ngày tháng, sự ấp ủ chất chiêu, và ngày hôm nay hai bác vẫn và sánh vai bên nhau sau 50 năm kỷ niệm ngày cưới, là một sự và đánh dấu một bước ngoặt tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay, và rất hân hạnh cho những người làm chương trình cũng như xin mời hai bác đâu ạ. Và hai bác sẽ cúi một cái chào thật sâu để cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Và chương trình 50 năm chính thức xin phép được bắt đầu. Ngàn xưa cho đến bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu như một câu chuyện dài với rất nhiều diễn biến đầy cảm xúc cùng vô vàn những màu sắc khác nhau, song vẫn có một điểm chung là khi bước vào cuộc yêu, hai trái tim họ sẽ hòa quyện với nhau trong một mái ấm gia đình để được nguyện mãi như chim liền cánh, để như cây liền cành. Và cũng như kỷ niệm 50 năm cũng chính thức ngày hôm nay. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, những nghi thức đặc biệt trên sân khấu, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng tầm nhìn của mình. Và ngày hôm nay chúng ta cũng không quên nổ những tràng pháo tay thật lớn cùng chúc mừng cho đôi cô dâu chú rể ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay có lẽ rằng Bắc Tị và Bắc Tính đã có một sự vợ, đã có một sự chuẩn bị rất là lâu rồi. Vâng, để có một ngày hôm nay, để có một buổi trang trọng và lịch sự như thế này, thì có lẽ rằng hai bác cũng mong muốn để gửi gắm tình cảm ấy tới toàn thể các quý vị, và như để đọc lên những trang sử, có thể nói 50 năm đó là một bề dày của lịch sử, đúng quý vị. Và ngày hôm nay thì con xin được trân trọng kính mời vâng cô dâu Nguyễn Tính sẽ đọc bài thơ ngày hôm nay để gửi tới tất cả các quý vị. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các ông bà cùng toàn thể anh em nội ngoại hai bên thân thích, lời đầu tiên tôi xin được kính chúc các quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe tốt đẹp và lời chào trân trọng nhất. Chúng tôi vô cùng sung sướng có được ngày hôm nay là nhờ phúc ấm tổ tiên, ơn cha mẹ hai bên đã sinh thành ra chúng tôi, Nguyễn Văn Tịch và Nguyễn Thị Tính. Ngày 15 tháng 5, 1970 là ngày cưới của đôi bạn trẻ tuổi 30 lấy tuổi 23 để thành vợ thành chồng. Tính đến nay thấm thoát đã 50 năm tròn, 1970-2020. Để biết ơn cha mẹ sinh thành ra các con, nuôi dạy khôn lớn trưởng thành, Hùng Trâm, Hà Dũng, Phương Hương, các con của chúng tôi đã tổ chức đám cưới
đám cưới vàng, kỷ niệm 50 năm ngày cưới của bố 79 tuổi và của mẹ 73 tuổi. Hôm nay, vợ chồng chúng tôi có lời mời các vị khách quý cùng các ông bà, anh em, con cháu nội ngoại hai bên gia đình đến dự buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của chúng tôi. Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, dưới rừng hoa tươi, mọi người tha hồ múa hát, thơ ca, quay phim, chụp ảnh, thỏa thích. Kính thưa toàn thể hội hôn, trước khi ngừng lời, một lần nữa tôi xin được kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu cùng toàn thể các ông bà, anh em, con cháu, nội ngoại hai bên luôn mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Để cũng vui quá, phấn khởi quá, và chúng tôi cũng có những cái tình cảm mà từ ngày mới cưới nhau. Nhà tôi là ông Tị có nói một câu rằng là anh bao giờ cũng muốn là con sau phải đẹp hơn con trước. Và đến bây giờ là tuổi 79 và tuổi 73, và bây giờ đã là 50 năm, tôi thấy là cũng đã được rồi, đúng với lời của anh. Và tôi và anh đều là hai người cùng tâm đầu ý hợp. Tôi cũng yêu anh và anh cũng yêu tôi. Cho nên sau đây tôi sẽ đọc bài thơ Tôi Yêu Anh Và Anh Cũng Yêu Tôi. Bài thơ của anh: có anh trời biếc xanh hơn, có anh lá thắm hương thơm vườn nhà, có anh đường thấy đỡ xa, có anh em thấy thiết tha mặn nồng, có anh cho má em hồng, có anh em thấy vợ chồng thêm duyên, có anh giấc ngủ bình yên, có anh em thấy dậy men thơ tình, có anh em thấy lòng mình vững hơn, có anh cơm dẻo canh ngon, có anh em trọng công ơn mẹ thầy, có anh cầm bút trên tay, có anh viết tiếp những ngày có em. Tiếp là có anh yêu. Là em rất là yêu, giờ đến anh yêu. Em yêu xong rồi anh yêu. Anh nói mà đây là thật lòng, từ đấy lòng của anh. Cảm ơn trời đất đã cho anh ấy được em. Em là người vợ yêu chồng biết yêu, vì thế càng ngày anh càng yêu em. Em xứng đáng để được anh yêu. Yêu nhau tâm trí hao mòn, yêu nhau đến khát không còn yêu nhau. Tâm trí đã mòn, bây giờ là nhà tôi là 79 là đã hơi quên rồi. Thế bây giờ quan chấp lại nè. Bây giờ hạnh phúc lắm rồi, sống cho vui vẻ đẹp đôi tuổi đời. Bây giờ hạnh phúc lắm rồi, sống cho vui vẻ đẹp đôi tuổi già. Bây giờ hạnh phúc lắm rồi, sống cho vui vẻ đẹp đôi tuổi già. Hê là quý vị ơi, có lẽ rằng ngày hôm nay thì có lẽ rằng bảo vâng ạ, con mời bố mẹ cứ đứng ở đây ạ. Vâng, còn lâu mới được xuống đấy. Vâng, và có lẽ rằng hai bác ngày này của 50 năm là một thiếu nữ, là một chàng trai, họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành, bằng tình cảm chân thật. Và ngày hôm nay 50 năm ấy, và 50 năm một chặng đường. Và kính thưa quý vị, đúng là bài thơ vừa rồi nói là gì ạ? Anh và em cũng yêu anh, và anh cũng yêu em, đúng không ạ? Vâng, và tình yêu ấy sẽ phải được thể hiện cái sự lớn hơn 50 năm. Và ngày xưa mà hai bác đến với nhau ấy, mà một nụ hôn ngày xưa thì có lẽ rằng nó hơi, nó có gì đó hơi nhạt, đúng không bác? Khi mà chúng ta nấu canh mà không có đủ mắm muối thì có nhạt đúng không bác? 50 năm mà cái, 50 năm nụ hôn ấy thì chắc chắn là mặn nồng hơn rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì ở phía dưới thì các bà, các bác ở tận trong nhà đến ra tận ngoài ngõ ạ, nói với con là gì ạ? Ngọc Linh ơi, nhớ là phải cho hai bác hôn nhau. Vâng, đây mới chỉ là nụ hôn thử thôi các bác ạ, mới chỉ là thử ở trên sân khấu thôi. Vâng, bởi vì 50 năm hai bác hôn nhau không ai biết cả. Ngày xưa hôn nhau thì còn gì ạ? Kín đáo lắm. Con thấy mẹ con, bố con cũng vậy, kín đáo vô cùng, không ai biết đâu. Nhưng không biết là bố mẹ con hôn nhau như thế nào. Nhưng ngày hôm nay thì chắc chắn rằng là chú rể Nguyễn Tị và cô dâu Nguyễn Tính
1970 và 2020 khác nhau rất là nhiều. Và nụ hôn đấy thì chắc chắn rằng là nó sẽ phải là dài và sâu rồi quý vị, đúng không ạ? Vâng, chính vì như vậy nên là cho hai bác một cuộc sống như ngày hôm nay. Và tặng cho hai bác đó chính là nhờ phúc ấm của gia đình. Và hai bác đã sinh cho mình những người con và có cho gia đình mình những đứa cháu rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì con xin được mời hai bác sẽ hướng mặt vào nhau đi ạ. Vâng, và cô dâu cứ làm theo đúng những lời gì mà MC nói nhé. Và quý vị ở bên dưới là chúng ta hãy nhớ là cổ vũ thật là nồng nhiệt ạ. À, xin mời bác gái sẽ đặt tay. Vâng, xin mời cô dâu. Không có bác gì cả. Vâng, xin mời Nguyễn Tính cho xin phép con nhé. Cho phép con và để đưa hai bác trở về với kỷ niệm 50 năm. Vâng, sẽ không có tuổi ở đây đúng không ạ? Vâng, xin mời Nguyễn Tính hãy đặt lên bờ vai của chú rể Nguyễn Tị. Đó là chỗ dựa suốt cuộc đời, dựa thật chắc vào 90 mới bắt đầu vào thì thanh niên. Và vâng, xin mời Nguyễn Tính hãy đặt tay lên bóng eo thon thả của Nguyễn Tính ạ. Và hai bác, cô dâu chú rể nhớ là mắt nhìn mắt. Âu yếm và quý vị, chúng ta đếm từ 1 đến 3, quý vị nhớ làm tung sân khấu luôn quý vị ạ. Khi nào đếm đến 3 mới được hôn nhá, còn chưa đặt 3 mà hôn là phải hôn lại đấy. Quý vị đồng ý không ạ? Đồng ý không ạ? Vâng ạ, xin anh nhạc công cho em xin một chút nhạc du dương nào. Quý vị cùng nhau đếm đi ạ. 1, 2, 3, xin mời. Đúng là tình yêu chỉ có thơm ngon pháo đèn. Cuộc đời này luôn đong mãi những nụ hôn. Khi mặt trần bình yên, anh linh về thăm phố. Cô gái vừa tan ca, họ hẹn nhau, họ chờ nhau, họ khát khao hạnh phúc. Họ đón nhau và tình yêu đã quay về. Và kính thưa quý vị, rằng ngày hôm nay thì Ngọc Lĩnh cũng thấy sự cảm xúc rất là dâng trào. Và con rất là tự hào khi ngày hôm nay được làm chủ hôn. Vâng, được làm lễ kỷ niệm 50 năm cho chú rể Nguyễn Thị và cô dâu Nguyễn Tính. Xin được chúc cho tình cảm mãi dạt dào và sẽ màu hồng và sát cánh bên đôi huyền ương. Và ngày hôm nay chúng ta còn được chứng kiến tiếp theo, đó là nghi thức cắt bánh phu thê. Vâng, xin mời. Tay chung tay để đôi cô dâu chú rể sẽ cùng cắt ra những tầng bánh ngọt ngào. Vâng, miếng bánh đầu tiên cho lát cắt. Vâng, lát cắt đầu tiên. Vâng, lát cắt đầu tiên đó là thể hiện cho sự hạnh phúc 50 năm. Và 50 năm. Và tiếp theo, lát cắt thứ hai trong kỷ niệm 60 năm. Lát cắt thứ ba 70 năm ngày cưới. Và lát cắt thứ tư 80 năm ngày cưới. Và lát cắt thứ năm tròn 100 năm ngày cưới quý vị. Và quả thật đúng là tay bừng đĩa muối chấm gừng, gừng cay quyết mặn để xin đừng quên nhau. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng son sắt giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Nghi thức cắt bánh để nói lên rằng ngày hôm nay là ngày, và ngày hôm nay chính là ngày bao nhiêu dương hả quý vị? Hôm nay là ngày 29 đúng không ạ? Và 29 tháng 11 năm 2020. Vâng, vẫn đôi huyền ương đấy, vẫn bầu vai ấy, vẫn nụ hôn ấy, họ đi cùng với nhau trong suốt 50 năm một chặng đường dài. Và kỷ niệm ấy cứ lớn dần theo năm tháng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chính thức được cả vợ cùng nhau chạm với nghi thức khai diệu ngày hôm nay. Xin mời. Để cùng rót ra những ly rượu. Vâng, xin mời bác gái sẽ đứng lùi về những đứng lùi về phía bên bên kia. Vâng, nữa đi ạ, nữa đi. Bác đi nữa đi. Rồi. Nào. Rồi. Vâng, chúng ta đang được chứng kiến đó là hai bác đang cùng tay chung tay
Đây là cái bát mình rót xuống rồi, chứ lâu xưa em rót. Đừng dùng bát nhá. Vâng ạ. Vâng, tay chung tay hỏi đăng và cùng nhau rót những ly rượu sâm banh. Và chúc cho tình cảm 100 năm ngày càng bền chặt. Ly đầu tiên, chai đầu tiên cho hạnh phúc yêu thương. Bật thêm chai nữa, chất đủ yêu đương đong đầy. Vâng, con xin mời hai bác sẽ đứng gần hơn ở những tháp ly của mình đấy ạ. Đứng gần hơn ở những cái ly của mình để rót rượu nó dễ hơn ạ. Vâng ạ, chúng ta đã được chứng kiến những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc dâng trào. Vâng, được thể hiện qua những ly rượu sâm banh hôm nay. Vô cùng là tuyệt vời. Quá là tuyệt vời đúng không quý vị? Những ly rượu hồng để chúc phúc cho chú rể Nguyễn Tị và cô dâu Nguyễn Tính. Giờ đây xin mời, vâng xin mời cô đâu cô dâu chú rể sẽ đứng ở giữa sân khấu ạ. Đây chính là ly rượu giao bôi. Ly rượu sau 50 năm mà hai bác vẫn cùng nhau để cùng đến một mái ấm gia đình. Vâng xin mời cô đâu chú rể sẽ hướng mặt vào nhau ạ. Cùng hướng mặt vào nhau để tan tay uống ly rượu giao bôi. Vâng tan tay. Vâng, tan tay. Đó, vâng. Rồi, hai bác cho Bạch Nghi đi ạ, Bạch Nghi. Wow, tuyệt vời. Con cho bác ơi. Vâng. Xin cảm ơn rất là nhiều. Vâng, thật đúng là tay mung lưỡi muối chấm gừng. Và rượu này, rượu tính, rượu tình. Để rượu luân, rượu phượng, rượu mình, rượu ta. Rượu này em nấu suốt 50 năm qua. Và hôm nay lại kỷ niệm mang ra mời người. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Và quý vị khách quý ở phía dưới đâu ạ? Chúng ta cùng nhau 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc quý vị nhé. 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Cảm ơn rất nhiều. Và ngày hôm nay thì có lẽ rằng là Ngọc Lĩnh xin phép được đứng gần cô dâu xinh đẹp. Vâng, để mà cô dâu có thể có một đôi lời nào đó cảm ơn tới tất cả quý vị ngày hôm nay. Vâng, vừa rồi quý vị chúng ta vừa được vâng, được cô dâu Nguyễn Tính đã cảm ơn với những lời thơ. Nhưng mà giờ phút này chính là giờ phút khoảnh khắc đặc biệt hơn nữa. Xin mời vâng cô dâu. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể các anh chị em, các con, các cháu, nội ngoại hai bên gia đình có mặt hôm nay. Qua quá trình 1-2 giờ đồng hồ, tôi cảm thấy vô cùng xúc động, lòng lâng lâng tràn ngập một niềm vui không sao kể xiết được. Hôm nay tôi quá xúc động, quá phấn khởi và cũng là một lời mời tất cả các vị quý khách, các cụ, các ông, các bà, toàn thể các con cháu nội ngoại hai bên đến vui chuối về ngày kỷ niệm 50 năm của chúng tôi. Và sau buổi này tôi xin được mời tất cả các vị quý khách, các cụ, các ông, các bà, toàn thể các anh chị em, bà con cháu và ở lại để chung vui bữa tiệc
gọi là chén rượu nhạc với lại vợ chồng tôi để cùng hòa nhịp với không khí tràn đầy của buổi sáng đã tốt đẹp, rất là thành công, rực rỡ. Và trước khi ngừng lời, một lần nữa cho tôi xin được gửi tới lời cảm ơn sâu sắc tới các vị khách quý, các cụ, các ông, các bà và toàn thể các anh chị em, con cháu ba bề bốn bên, lân đăng hàng xóm, một lời chào trân trọng nhất và lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin hết ạ. Tuyệt vời không ạ quý vị? Vâng ạ, những lời nói mang đầy sự sâu sắc. Cảm ơn tới tất cả các vị khách quý đang hiện diện ngày hôm nay. Cảm ơn tới ông bà, các bác, anh chị hàng xóm và tối nửa tắt đèn có nhau. Và xin cảm ơn toàn thể quý vị. Và chỉ ít phút nữa thôi sẽ đến giờ khai tiệc. Và giờ đây xin trân trọng kính mời quý vị cùng nâng những ly trà và khẩu chầu ân tình. Và xin đón cô dâu chú rể sẽ xuống dưới để mà cùng với tất cả quý vị khách quý mời nước, mời trà hôm nay ạ. Và trong ngày vui hạnh phúc của hai bác hôm nay thì anh cả chị hai chúng em sẽ gửi tới vị một giá văn cô đối đựng ngàn, là một giá văn hay nhất được trích trong 36 giá đồng đã được UNESCO nhận là di sản văn hóa thế giới, để có thể có ban tài văn lộc cho bác thị bác tính chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, đi mưa về gió, đi một về mười, đi tươi về tốt, khi đi một chỉ, khi về một cây, mà tiền vào như nước sông Đà, mà tiền ra nhớ là phải nhỏ giọt từng đồng một thôi, hai cái cặp nhau chui vào cái sắt. Một phần chúng ta sẽ mua đất, một phần chúng ta sẽ mua nhà. Còn một phần chúng ta sẽ mua gì quý vị nhỉ? Sẽ mua gì ạ? Sẽ mua vàng và mua ô tô Vivu ngoại phố Ba Vì. Và ngay sau đây không phải để quý vị chờ lâu hơn nữa, quý vị đổ một tràng pháo tay thật là lớn, thật là giòn giã để giá văn cô đôi được ngàn xin phép được bắt đầu. Và chúng con cũng xin mời tất cả quý vị, chúng ta những ai có những tình cảm của mình và mong muốn sẽ được cùng với nghệ sĩ chúng em, và chúng ta sẽ cùng nhau múa một giá văn cô đôi, thì sẽ cùng lên phía gần với cả sân khấu hơn một chút nữa. Thì ngay sau đây quý vị, chúng ta sẽ cùng ban tài cùng tiếp lộc cho anh cả chị hai chúng em nhé, với điệu múa và với một giá văn rất là đặc biệt, cô đôi thượng ngàn. Ngọc Điền trốn kỳ môn, cô ra vào Ngọc Điền trốn kỳ môn, danh thơm ngoài cõi tiếng đồn cho nghĩ trong cùng tấu lại cô xinh đẹp múa diệu hát hay, cô về cô ban tài ban lộc cho bác sĩ bác tính cùng con được mạnh khỏe, trăm năm hạnh phúc lại cô. Tình thay một thú trên hà nì, bầu trời thành Phật phong mỹ quang bốn mùa, trên bát ngát đi trăm hoa đua nở, dưới cảnh bay cầm mà thú đua trời. Ơi à lại cô xinh đẹp múa dẻo hát hay, cô về cô ban tài ban lộc cho bác thị bác tính chúng con được mạnh khỏe, trăm năm hạnh phúc lại cô. Trong veo ý à, ơi hài à, ơi à lại cô đẹp nhất độc nhất sơn trang, cô về cô ban tài với lộc cho bà con ở huyện Ba Vì chúng con được mạnh khỏe, con may mắn đất lại cô. Nhìn đá núi mấy thằng cao
cỏ hoa tắm đắm màu xanh. Về có ban tài ban lộc cho bác thị bác sĩ chúng con được mạnh khỏe lại cô. Thiên cô càng nhìn đồi núi càng xinh, hoa khoe sắc thắm. Đua tranh mọi màu niềm thích thú một màu phong cảnh trên buổi cơm lam. Giờ thính chứ cô ưa có chơi đồng năng đi áo cà chờ bơi. Này cô đi tươi về tốt, cô về cô mang tài và lộc cho bách gia chân hỏi để chúng con được mạnh khỏe vô may bán đắt. Lại cô băng xa mang lứa mang tre các bạn tiên đụng đỉnh xa về. Tôi về rồi bà con ơi, bài sai đố chiều lục vui là ngân là ai vốn dòng tâm xa. Món vào ra sớm chiều chia cuộc bay lặng chiếu lên đèo. Cuộc bay lặng chiếu lên đèo có chiến hải tạo vi điều kính tươi, còn ra ngoài tôi vẫn ở bên người. Lên rừng hái quả lói cười níu lo, hai đào lệ cam tuyết nhàn cửa. Tối lại cô đi mưa về gió, cô về có quan tài bắt lộc cho bách gia cho họ con được mạnh khỏe lại cô. Bằng băng qua đèo đèo.
Dạ vâng, với Giang Văn Cô Đôi Đường Ngàn, anh Quý vị dành cho anh cả chị hai chúng em một tràng vỗ tay thật lớn hơn không ạ? Cảm ơn Cao Quý rất nhiều ạ. Hôm nay cũng thay mặt cho các em sẽ xin gửi tới quý vị hai ca khúc. Một là Tình Cha, hai là Nghĩa Mẹ. Để cho đúng ý nghĩa của ngày kỷ niệm 50 năm của cô chú tôi, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ ạ. Tiếng người phi
trời mây bay lang thang trên đỉnh núi xa mờ, anh đây như mây bên vui đầy vơi. Xuống chờ ngại ngùng gì với em, xuống chờ xuống chờ xuống chờ với em, anh là chàng trai khôn ngoan. Bài múa gặp nhau giữa thơ mơ của Vân Sa Ba, vị dành cho Vân Sa Ba một tràng pháo tay thật là lớn nữa không ạ? Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và chia tay với màn múa gặp nhau giữa rừng mơ thì ngay sau đây xin mời quý vị đến với một quý vị khách quý, đó là anh Sang Hà Giang đâu rồi ạ? Vâng ạ, hôm nay anh Sang Hà Giang có một bài thơ, xin mời bắt lên sân khấu ạ. Kính thưa các vị quý khách, người ở xa, người lại ở gần. Thưa cùng toàn thể các cháu thanh thiếu niên về đây vui một buổi lễ tân hôn tươi cười, tôi xin có một đôi lời kính chúc mọi người được mạnh khỏe an khang. Chúc các cụ mạnh khỏe an khang, chúc các cháu học hành tiến bộ, và chúc toàn thể mọi người có một sức khỏe dồi dào. Đúng là nhân dân là bè, văn nghệ là thuyền, thuyền ra khơi xa, gió căng buồm lộng, thuyền là lao động, đó là đảng ta. Tiếng hát năm xưa đã từng át tiếng bom, mà tiếng hát ngày nay quên đi nỗi nhọc nhằn gian khổ của một ngày lao động và công tác. Tôi xin đính chính lại, ban nãy giới thiệu là anh Sang. Quả thật mà nói rằng 52 năm về trước thì vợ tôi 17, tôi mới 24, trẻ nhất làng. Vậy chỉ còn có 24 năm sau tôi đầy 100. Để tặng xin quý vị thông cảm thế này này, để không để tặng cho anh Tị và em Tính, tức là một người em hàng xóm láng giềng của tôi. Thơ tôi viết không được hay, nhưng tôi vẫn chọn lời này tặng em. Em là cô gái tàn hồng, em đi công tác lấy chồng làng bên, trải qua ngày tháng gian truân, kỷ niệm ngày cưới bao lần đổi thay. 50 năm trước là đây, bạn bè đông đủ về đây xoay sum vầy bên nhau. Anh đi xa vắng đã lâu, 56 năm trước nhớ câu ân tình. Hôm nay về đất quê mình, bao nhiêu kỷ niệm chúng mình tuổi thơ. Bên dòng nước chảy lơ thơ, phù sa phù đắp đôi bờ sông quê. Thấp thoáng nay đã về già, như chiều xế bóng vẫn mặn mà tình quê. Bao nhiêu kỷ niệm trôi về, bao nhiêu nỗi nhớ ở quê hương mình. Bây giờ anh đã lên ông, ngẫm đời mà thấy gian truân quá nhiều. Bây giờ tuổi đã xế chiều, bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu no toan, chỉ mong thế hệ cháu con theo
gương truyền thống cha ông một thời, giữ gìn tổ quốc xanh tươi, khang trang sạch đẹp, cuộc đời nở hoa, vui thay cuộc sống chan hòa, thắm tình làng xóm mặn mà tình quê. Xin kính chúc quý vị một có một sức khỏe dồi dào, và xin chúc ông bà Tị và bà Tính có một nề hạnh phúc khoảng độ 50-60 năm nữa. Xin hết ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, từ ngàn xưa cho đến bây giờ và cho mãi tận ngàn sau, tình yêu luôn là một câu chuyện dài với nhiều diễn biến khác nhau, song vẫn có điểm chung là khi bước vào cuộc yêu thì hai trái tim đều hòa chung nhịp đập, và thường họ luôn muốn gắn kết với nhau thành một mái ấm gia đình, nguyện ước như chim đến cánh, như tiên đến cành. Và đôi bạn trẻ chúng ta cũng không làm ngài quên lời đấy. Và chia tay với những vần thơ của bác Sang nay thì ngay sau đây xin mời quý vị đến với chị Minh Tám ạ, sẽ gửi tới quý vị một làn điệu chèo được mang tên Con Nhện Răng Mùng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và đón nhận ạ. Chàng về bàn trà để cùng sơn nước lên chầu mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi sáng nay thì gia đình bác Tị, bác Tính ạ cũng sửa soạn những mâm cỗ
thay mặt cho gia đình đỡ lời cho đại gia đình thì xin mời các cụ ông bà chúng ta di chuyển ở phía trong mà gia đình đã chuẩn bị tiệc sẵn để cùng so bát, so đũa, rót ra những ly rượu hồng lồng lồng cái ke để cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Trầu miếng cao ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn thiết sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đang đang bình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn khít sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau tình đắng duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên